Phúc An xin kính chào cô chú, chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc An sẽ có một cái đoạn video của Hồng Loan kể về cái chuyện mà chia tài sản với cô Hồng Nhung ở nhà nha cô chú, chị và các bạn. Thì bây giờ mời cô chú, chị và các bạn theo dõi đoạn video chị Hồng Loan trả lời những cái gì mà bàn luận với cô Sáu đó. Cô Sáu không chịu cho nên là đưa đơn kiện ra tòa tại quận Phú Nhuận nha cô chú anh chị và các bạn. Mà cô chú anh chị và các bạn đón xem. Chị Hồng Loan cho hỏi thì cái chuyện tình hình thừa kế tài sản đó nguyên nhân như thế nào mà mình phải ra tòa tại Phú Nhuận vậy chị Loan? Em mở em có giấy tờ của ba đó thì em có nói với cô Sáu là những cái này là để cho con đứng, tại vì ba con mất là con thì con là người đứng sau này, rồi sẽ sau đó con sẽ bán đất rồi con chia cho em út trong nhà con cháu một ít để có vốn để làm ăn. Rồi con sẽ mua căn nhà riêng cho cô Sáu và Hồng Phượng để có một cái sổ sổ hộ khẩu riêng để mà ra ở riêng, để mà có cuộc sống riêng vậy đó, chứ cũng không có muốn là dành hết tất cả. Nói chung là trước nhất là chỉ biết là chia chia cho gia đình em út con cháu vậy thôi, chứ không muốn dành được gì vào bản thân mình hết. Lúc mà Long nói lên vậy thì cô Sáu mới nói là cô Sáu không chịu, cô Sáu muốn là đồng sở hữu tất cả tài sản. Thì Long nói vậy thì không được, tại vì nếu mình là giống như đó là của Loan, của ba để lại cho Loan, thì Loan là người phải đứng Nhà từ đường là không được bán. Nhà từ đường nó bán, nó không đã nói từ đầu là nhà từ đường nó không bán, chỉ bán miếng đất đó là chia sẻ chia hết đều cho anh em trong nhà và con cháu thôi, vậy thôi.